Chị xin mấy quả này về chiều ăn thử nhá. Xong có gì mai. Sao? Đưa đĩa đây cho em. Sao? Không được mang về. Tại sao? Nếu mà chị mua như này thì em làm gì có cái tiền để đông gạo. Ai mua ô mai không? Ô mai rất rẻ đây. Ai mua ô mai không? Hôm nay bán ô mai à? Ừ. Ôi dồi ôi, Tết nhất có khác nghề không khí thế. Áo dài, áo ngắn chị ăn thử đi. Ngon lắm, để ăn thử á? À? Ôi, chị thích ô mai lắm. Lấy được quả gì em? Quả... đây là quả... cherry. Cherry. Ừ, ngon, ngon. Để em làm hả? Em chịu làm. Ừ, chị không thích ăn dâu. Quả mặn này còn ngon à? Wow. Ngon thế. Ừ, ngon nè. Ngon đúng không? Ừ. Cái này hơi cay cay tí. Cái này cay thì không ăn đâu. Cái này hả? Ui. Ừ, cái này ngon, cái này ngon, cái này ngon này. Quả đào ấy. Ừ, ngon. Ừ. Quả đào, quả đào. Em làm à? Em làm ấy. Có khó không? Không khó. Ừ. Em học ở đâu á? Em. Ừ? Mẹ em dạy em. Ui, chiều thế. Quả này lắm. Quả này là quả xấu đúng không? Vừa chua vừa cay, làm chúng ăn đâu, ngon đâu. Chỉ có mấy quả này ngon thôi. Phải công nhận là nhà em làm đồ ngon thật đấy nhờ. Cho chị mấy quả này về nhé, xong rồi chiều chị ăn thử. Xong có gì mai chị gọi mẹ chị ra, phải cho chị ăn không? Chị xin mấy quả này về chiều ăn thử nhá. Xong có gì mai. Sao? Đưa đĩa đây cho em. Đúng không? Không được mang về. Tại sao? Nếu mà chị mua như này thì em làm gì có cái tiền để đông gạo. Cho chị ăn thử mà, đằng nào chả ăn thử. Mang về nhà cũng đã ăn thử, ở đây cũng đã ăn thử. Ơ chị mang về. Làm sao chị mang về? Mang về gì? Làm sao? Ăn hết tất cả các loại đủ rồi. Ừ. Không được mang về nữa. Bảo mẹ trong đây, ăn thử loại nào ngon. Mẹ biết. Thì mua. Không mua thì thôi. Nhưng mà cho chị mang về, hết ngồi đây chị cũng đã ăn thử. Mang về nhà chị cũng đã ăn thử. Thế mà cho chị mang về thì làm sao? Chị phóng đi. Bảo người ta ăn thử, người ta ăn thử xong người ta cầm về lại đuổi người ta về. Ờ, thế được đi về. Thằng cháu không thèm ăn thử nữa. Vô duyên. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.